Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc sao card đến từ thương hiệu Antelope. Đây là chiếc Antelope Gentour Syncore. Đây là thế hệ mới nhất. Chiếc Antelope này thì hiện nay còn đang có giá mới là cũng đã giảm so với trước là còn 52 triệu. Trước đây là nó là 60 triệu. Bây giờ là đã hạ nhiệt một chút rồi. Thì chiếc này chính là chiếc bản nâng cấp của chiếc Gentour cũ. Về cái hình thức ấy, thì nó sẽ vẫn giống hệt, nó không thay đổi gì cả. Đấy, nó khác về màu sắc này và cái thiết kế ở các cái cổng kết nối này, chuyển từ Thunderbolt 2 sang Thunderbolt 3. Đó, vẫn có cổng USB để mọi người có thể dùng Windows ấy. Windows chúng ta có thể cắm Thunderbolt hoặc là USB đều được. Cái thiết bị này thì có rất nhiều in out, mặc dù là nó nhỏ nhưng mà nó có đầy đủ các cổng kết nối để chúng ta có thể làm được mọi việc được. Đây, ví dụ như là cắm được tận 4 micro line in này, thêm 4 guitar là 8 cổng nhé, 8 cổng input. 8 cổng này là 8 cổng độc lập nhé, chứ không phải là cắm 4 cổng mic này thì 4 cổng guitar thôi đâu. Đây là nó riêng nhau luôn, nên mình có thể thu 8 cổng này cùng một lúc được. Chưa kể là thu thêm 8 cổng ADAT nữa, cực kỳ nhiều. Phía trước thì chúng ta sẽ có 2 cổng headphone và 2 cổng ream. Và màn hình thì vẫn là màn hình rất là to ở đây. Chiếc màn hình này phải đến tầm 5 inch. Và nó là màn hình cảm ứng nhé, rất là nhạy. Cái núm volume rất là lớn, các bạn có thể nhìn thấy ở trên phía trên và có thể là ấn vào được. Đó. Phía trước thì chúng ta sẽ có 3 cái nút chức năng, nút gain để chúng ta sẽ chọn cái gain đầu vào của các cổng micro và cổng guitar. Nút HP có nghĩa là điều chỉnh các cái âm lượng của monitor, của layout, của headphone. Còn cái nút có cái hình con linh dương ấy thì nó làm về màn hình chính, cho chúng ta có thể set up được nó để dùng để một chức năng nào đấy, ví dụ như là chuyển từ mono hay là dim hay là gì đó chẳng hạn, đều được hết. Còn ở trên màn hình ấy, thì nó có rất nhiều các cái chức năng như là talkback này, đấy, chỉnh âm lượng các kênh đầu vào đầu ra này, rồi là menu chúng ta có thể chỉnh độ sáng màn hình này, màn hình chờ, rất là nhiều thứ. Thay đổi các cái setup phím này, reset này, và nó có đến 5 cái preset sẵn, chúng ta các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Thì khi mình bấm vào đấy thì mình có thể tùy biến được những cái mà mình có thể setup ở trên cái bảng launcher. Cái màn hình cảm ứng này thì màn hình nó rất là nhạy các bạn. Và cái sao card này nó sử dụng một cái công nghệ chip thế hệ mới nhất của hãng. Do đó là chúng ta sẽ nhận được một cái tín hiệu đầu vào đầu ra cực kỳ tốt. Antelope đã là một cái thương hiệu mà nói về converter của nó đã rất là khủng rồi. Kể cả là những cái đầu vào preamp của nó. Trước đây mình đã dùng cái Antelope Decree 8 bản đời đầu tiên, bản premium. Mình thu những cái sản phẩm mà không cần dùng đến preamp rời mà tín hiệu nó vẫn cực kỳ tốt. Và những cái plugin mà cái dòng Antelope này hỗ trợ này nó cực kỳ hay, tuyệt vời. Vậy thì cái Gentour Syncore này nó sẽ khác gì với lại cái Gentour đời đầu tiên? Đấy là cái nó hỗ trợ một cái chip BSP của nó khác, do đó là nó sẽ hỗ trợ thêm những cái plugin mà cái đời một nó không hỗ trợ. Đó, đây là những cái plugin như là Auto-Tune này. Đại loại là sẽ có khoảng độ 30 cái plugin hãng sản xuất dành riêng cho các cái dòng Syncore này. Còn lại là những cái dòng đời cũ thì sẽ chỉ có là 70 cái plugin thôi. Antelope Gentour này thì sẽ có một cái bảng launcher hoàn toàn mới, các bạn có thể nhìn trên hình. Nó khác so với những cái dòng đời trước, kể cả những dòng Orion hay dòng Gentour đời trước ấy. Thì khác, còn dòng này thì sẽ là chuyển sang một cái bảng launcher mới rồi, không còn dùng cái bảng cũ nữa. Nó có những cái nhìn nó sẽ trực quan hơn và nó đỡ bị rối mắt hơn một chút. Ngoài ra thì cái Gentour
MK2, mình gọi là MK2 đi, Centaur MK2 này nó sẽ cho phép mình sử dụng đến hơn 200 cái plugin cùng một lúc. Nó sẽ hỗ trợ đến 32 kênh và mỗi kênh là 8 plugin. Đấy thì chúng ta nhân lên nó sẽ ra con số là 200 mấy chục đấy, 240 gì đấy, khoảng tầm đấy. Khoảng 240 plugin cùng một lúc. Các bạn thấy nó hỗ trợ một cái DSP khủng khiếp đến mức độ như vậy. Ví dụ như dòng Discrete 4 Pro nhá thì cũng chỉ có 16 kênh. Đấy, và con này nó gấp đôi luôn, nó là 32 kênh. Dòng Centaur này, Syncore này còn đắt hơn cả dòng Discrete 8 Pro nhá. Đắt hơn cả Discrete 8 Pro nhá. Đắt hơn mấy trăm đô. Hiện tại thì là mình đang phân phối cái dòng Antelope này thì là Centaur Syncore sẽ có giá là 52 triệu. Discrete 8 Pro là 49 triệu và các dòng Orion thế hệ mới nhất thì các bạn có thể tham khảo bằng cái link trang web mình để ở dưới phần mô tả g2.vn. Các bạn có thể truy cập vào g2.vn. Tất cả các sản phẩm đều là chính hãng, bảo hành từ 1 năm đến 2 năm theo tùy theo nhà sản xuất. Hiện tại thì Antelope cũng đang có cái chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt là sẽ hỗ trợ full plugin cho các bạn nào mua các dòng sọc cạc mới và còn tặng kèm cả micro nữa. Ví dụ như dòng Gen Go này, Gen Q thì Gen Go được tặng mic Note này. Gen Q thì Gen Q, Gen Tour các thứ này sẽ được tặng mic solo này. Và dòng Orion thì được tặng hai cái mic solo đấy. Và full 93 plugin nhá. Rất là tuyệt vời đấy. Nên là đây đang là thời điểm vàng để các bạn có thể sở hữu các dòng sau cạc của Antelope. Ok. Mình nói thêm về cái các cái cổng kết nối này của Centaur. Nó vẫn có cổng DB25 này, hỗ trợ 8 layout. Đấy. Và gì? Và có cổng monitor ở ngay cạnh cái rắc nguồn này. Ngoài ra chúng ta vẫn có cổng SP Deep. Cổng này rất ít nha khi sử dụng. Đây là một sản phẩm rất là cao cấp và rất chuyên nghiệp của hãng. Các bạn có thể tham khảo để đầu tư cho studio của mình nhé. Rồi, xin chào.